Có bạn nào ở đây á mà mê cái món mà nó chua chua cay cay thì đây là cái cách mà mình nấu nước lẩu sa tế chua cay mà mọi người có thể dùng được cho rất là nhiều món khác nhau, từ món lẩu Thái, tum yum, các món ốc và cả nghe hấp Thái như mình làm ở đây nữa. Nguyên liệu á thì mình biết là mọi người làm ở nhà nên là mình không có làm cầu kỳ đâu. Mấy cái nguyên liệu này á thì mọi người mua ở đâu cũng có hết trơn á. Phần định lượng thì mình có để y nguyên ở trên màn hình. Chuẩn bị xong thì mình sẽ cho tất cả vào chảo để mình xào trước. Mà các món này á, cái vị đặc trưng của nó thì phải nhắc tới là sa tế. Sa tế mà ngon á thì mọi người đã thành công được 50% rồi. Bữa nay á mình đi chợ mua đồ ăn thì mình mới thấy là Chinsu mới ra cái dòng sa tế mới mà trước giờ mình chưa có thử qua. Trên bao bì thì mình thấy ghi là sa tế tôm ớt xả tươi, mà phải công nhận mở ra là mọi người thấy được cái mùi đó liền luôn. Mùi thơm đặc trưng của xả nè, của riềng và của tôm nữa. Không biết có bạn nào á mà mua gia vị về là thử giống như mình không? Kiểu là sẽ lấy một cái đũa hoặc là một cái muỗng á, mình sẽ thử trực tiếp trước. Vị của sa tế nó sẽ không cay gắt nhưng mà nó vẫn cay tê nha. Rồi kết hợp với màu dầu điều nữa thì mọi người cho vô cái món xào nè hoặc là cho vô cái cốt lẩu giống như mình á, sẽ lên màu tự nhiên rất là đẹp. Món nướng á thì mình chưa có thử nên là để ngày mai hay ngày mốt mình thử sao, tại vì hôm nay mới thấy á nên là mình mua về mình nấu lẩu trước nè. Với các nguyên liệu trên thì mình sẽ cho vào đó là 1.5 lít nước. Khi nào mà nó sôi rồi thì mọi người sẽ vặn nhỏ lửa xuống. Như hồi nãy mình nói á, là cái cách này là mọi người làm ở nhà chắc chắn là được luôn, vì nguyên liệu á nêm nếm mình có để y nguyên ở trên màn hình. Mấy cái nguyên liệu này á thì mọi người tìm ở đâu cũng có cả, có tương ớt, đường, hạt nêm, bột ngọt, nước mắm và nước cốt tắc thì mọi người sẽ cho vào sau cùng nha, để giữ được cái độ thơm và cái nước lẩu của mọi người sẽ không bị đắng. Định lượng cho 1.5 lít nước thì mình có để y nguyên ở trên màn hình luôn. Vậy là xong rồi đó. Tới đây thì mọi người có thể chuẩn bị thêm topping để mà ăn lẩu được rồi. Nhưng mà bữa nay á thì mình nấu sẵn để mà mình làm nghêu hấp Thái. Phần nước dùng sa tế này thì nó sẽ chua chua, cay cay nên là bây giờ mình không cần nêm nếm gì nữa đâu, mình chỉ việc cho nghêu vào nữa thôi. Phần nước dùng này của mình đang rất là còn nóng, nhưng mà nếu mà mọi người làm ở nhà thì mọi người để ý nước gần sôi thì mọi người mới cho nghêu vô nha, để mà con nghêu nó vừa chín tới thì nó sẽ ngon hơn. Cuối cùng thì mình cho thêm một ít rau răm vào nữa. Vậy là xong rồi nè. Hương vị thì sẽ là chua chua, cay cay. Nhưng mà nếu mà bạn nào muốn ăn cay hơn thì có thể cho thêm sa tế, hoặc là mọi người có thể tự điều chỉnh tùy theo sở thích của cá nhân hơn. Còn cái này á, với mình như vậy là đã quá vừa rồi. Nó vừa đậm đà, vừa chua chua, cay cay, thành ra nó dễ ăn. Nên là mọi người có làm thì chuẩn bị nhiều nhiều nghêu một xíu, chứ mà chuẩn bị một nồi như mình ở đây có khi là không có đủ đâu.